Mình đã chọn ca khúc Feeling Good bởi vì mình cảm thấy không khí của bài hát này cho mình một cảm giác rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Và đây cũng là một bài hát mà mình muốn được hát tặng người bạn rất thân của mình. Thanh rất là thích tiếng hát của Thanh Tùng, rất là man và phát âm tiếng Anh rất là tốt. Mình thích nhất cô ca sĩ Adele của nước Anh bởi vì mình cảm thấy trong giọng hát của cô ấy có những cảm xúc rất mãnh liệt và giống như là cô ấy đang sống và yêu hết mình với tình yêu của cô ấy. Khả năng tiếng Anh của mình thì cũng khá ổn nên mình nghĩ là mình có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của bài hát và mình nghĩ đó cũng là một lợi thế để mình thể hiện được cảm xúc cũng như là tinh thần của bài hát một cách tốt nhất. Mình cần phải thoải mái và tự tin hơn để có thể kiểm soát được cách hát của mình để không bị cường điệu quá. Em suy nghĩ khi em hát cái nốt đó là em 5 ngày em chưa có ăn uống gì đâu. Em mở ra em đốt. New day, it's a new door, a new life. Khi hát là phải là phải cho nó ra. Nên mình cứ sợ cái nốt đó thì há miệng thật to để có thể hát được lên cái nốt đấy. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Khi hát mình sẽ đặt tất cả cảm xúc của mình vào bài hát để đưa được bài hát đến gần hơn với khán giả. Một bài hát chấm như vậy, tất cả phát âm phải rất đúng là họ, nhưng mà đang ôm lại hát sĩ này là hát bài được. Bạn hãy cố gắng tập cái bài đó để chơi bùng nổ lên sân khấu là mình biết là bạn. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oh, I'm feeling so good. It's in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Chọn rất là chính xác cái bài hát này của em, bởi vì cái phong cách rồi cái tầm cữ giọng nó rất là phù hợp với em. Tuy nhiên là cái máy photo của em khi mà photo lại thì nó cũng bị mất nét đi một chút. Cái điều quan trọng nhất trong bài hát cũng như là cái phong cách hát này đấy chính là cái dung, thì em có thể là chưa để ý hoặc là chưa làm được. Tuy nhiên thì cái bài hát này nó hôm nay là một cái lựa chọn thành công của em. Tớ
Tôi cảm thấy bắt đầu hơi nguy hiểm rồi. Tôi thấy Thanh Tùng bắt đầu bớt giống một vận động viên hu su mà bắt đầu hơi giống ca sĩ rồi đó. Anh nghĩ em có những cái đi đứng di chuyển rất là hợp lý mà anh cũng không tưởng tượng là em có thể làm được như vậy. Nhưng mà em hơi thiếu tí xíu là anh nghĩ là em phải chừa một cái khoảng mà để cho khán giả người ta thấy một cái sự bản năng của mình á. Thật ra thì anh vẫn thấy là mọi thứ nó đều hơi tính toán, nó thiếu một cái gì mà nó bùng nổ một cái bản năng của em. Thì nó hơi chỉ thiếu tí xíu đó thôi. Em cảm ơn anh. Chị nghĩ là Tùng đã có một phần trình diễn thành công nhất trong tất cả các phần trình diễn của mình trước đây. Em cảm ơn. Đây là lựa chọn rất là đúng đắn cho Tùng. Đây là một lựa chọn thông minh của Tùng. Tuy nhiên như anh Dũng nói là em có một cái sự tính toán trong sự di chuyển. Nếu em cần tự nhiên hơn nữa, bản năng hơn nữa thì điều này em có thể giết được rất nhiều trái tim của cô gái khác. Chị thích cái phần đầu, phần gần cuối và cái phần cuối của em. Còn cái phần mà em di chuyển lấy micro đi ra thì chị nghĩ nó hơi dư một chút xíu. Em chỉ cần đứng một chỗ em hát là chị nghĩ là rất là tốt rồi. Và mình nghe được giọng hát của mình rõ hơn nữa. Em hơi bị nhiều khi bị để micro xa hoặc là tập trung về diễn, cho nên là micro mình để không có đúng với khi mà cái giọng của mình. Và đó cũng là một cái mà Tùng phải nên để ý. Dù sao thì chị cũng vẫn thích em như ngày hôm qua. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Thanh Tùng. Và với phần trình diễn vừa rồi thì đã nhận được lời khen của Mỹ Tâm. Và ngày hôm nay hình như là Mỹ Tâm đã bình tĩnh hơn, đã không gọi nhầm tên của bạn nữa. Và hình như là Huy Khánh cảm thấy là sau cái đêm nhạc sôi động thì Thanh Tùng đã cảm thấy là mình thoải mái hơn và tự tin hơn với những bước di chuyển của mình trên sân khấu, đúng không? Và ngày bây giờ là cảm giác của Thanh Tùng như thế nào? Có feeling good giống như ca khúc mà Tùng vừa hát không? I'm feeling so good. Đó là câu trả lời rất hay, rất tuyệt vời. Và mã số bình chọn của Thanh Tùng là 5. Quý vị hãy soạn tin nhắn 5 gửi về tổng đài 6358 để bình chọn cho Thanh.